vẫn cần có một người chơi có khả năng mở giao tranh tốt với con bài này. Còn trong khi đó thì Zero Gaming họ cần phải lấy rất nhanh vị tướng đó là Nautilus kết hợp với một con tướng nữa khả năng cao sẽ là Zeke ở trong trận thi đấu này. Akali họ muốn lấy sớm trước à, họ muốn lấy dành cho vị trí của Faibai. Cũng là một cái bước đi khá là thông minh, bởi vì thật ra là Aranai mặc dù bể tướng anh ta rất rộng nhưng mà Aranai khá là ít đánh con Z. Akali mới là vị tướng yêu thích của Aranai. Và bên phía đội tuyển Zero Gaming có lẽ họ sẽ lấy Akali và Nautilus. À không, lại một lần nữa họ dùng lại cái bài sát thủ ở vùng Iona. Đây sẽ là Akali và Sen nằm trong tay của bên phía đội tuyển Zero Gaming. Khá xích rồi, chắc sẽ là khá xích và Zik thôi. Mặc dù dây còn thờ, nhưng cái BG cũng đang cho chúng ta thấy rằng họ cũng lấy được con Ash này. Rồi, hợp lý, cũng là hợp lý luôn. Một trận thi đấu mà chúng ta thấy được hack não nhau là liên tục. Họ không muốn cho JDG nghĩ rằng đó sẽ là lựa chọn Zik, mà thay vào đó sẽ là một con Ash để hỗ trợ tầm xa. Nhưng JDG họ đang thật sự đang dùng một canh bạc ở trong trận thi đấu này. Tam đại ninja đã có Zed, Sen và Akali. Zed và Akali sẽ cùng với đó là Sen, bộ ba ninja của làng lá ngày thì hôm nay sẽ thể hiện như thế nào trước KBG đây đây. Trước tiên họ sẽ phải cần cấm đến đó là Yuumi và khả năng có thể luôn là Galio trong trận thi đấu này nếu như họ muốn, bởi vì trận thi đấu này nếu có Galio thì khả năng tập trung của họ sẽ là rất tốt. Nautilus cũng sẽ là một vị tướng mà KBG sẽ phải nghĩ tới, nhưng mà khả năng thì con Galio trận thi đấu này mới là một vị tướng mà bên phía đội tuyển Zero Gaming họ hướng tới. Chứ không, họ cấm đi cho mình đó là con Senna. Bạn muốn đánh Galio hay Nautilus thì là việc của bạn, tôi cấm Senna trước. Zik thôi, Zik thôi, chắc là còn mỗi Zik. Nhưng thực ra thì lấy Zik ở đây sẽ cũng không phải thực sự là quá cần thiết, bởi vì cặp đôi đường dưới của KBG lộ rồi. Họ có Gragas cũng cả Ash cũng đường dưới, thế nên là nhắm đến một hỗ trợ support trước à. Ván đấu này thì vẫn còn Nautilus, thế nhưng quyết định cuối cùng của Zero Gaming là họ muốn lấy Alistar để có thêm một chất tướng càn lướt và có nhiều hơn những hiệu khống chế cũng như cứng cáp hơn so với con Nautilus và Zero Gaming Kama. Không, Kama thì không nên nha. Zik còn mà, đúng là như vậy. Zik là ngon hơn là rõ. Kama nó là một bước đi mà bên phía chúng ta thấy được rằng đông sen là sen rừng. Bên phía đội tuyển Zero Gaming họ đánh ba ninja với Z là không đứng giữa. Akali sẽ dành cho Sunny. Đây cũng là một trong người chơi có top highlight Akali ở trong tuần thi đấu vừa rồi với một pha thi đấu cân ba. Anh ta cũng là một trong những người chơi múa Akali rất là dẻo. Và trong khi đó thì trận thi đấu này, đây rồi, trở về với bản ngã của mình rồi. Con rắc này riêng với KBG, con rắc này phải nằm trong tay của Aranai chứ không thể nằm trong tay của KG được. KG nên chỉ đánh những vị tướng có thiên hướng make play mà thôi. Và đây sẽ là con rắc đường giữa để đối đầu với con Z nằm trong tay của Faibai. Chắc là cũng nóng máu rồi sau ván đấu mà được giao một con Garen, một con tướng hơi tù và không nhiều khả năng gánh team, thì Aranai không được thể hiện quá nhiều. Và với ván đấu thứ ba và đấu quyết định này thì KBG có lẽ cũng đã toàn tính để tiếp tục muốn nối dài hơn cái chuỗi trận bất bại của mình lên đến con số 11. Và họ quyết định sẽ lựa chọn đó là rắc khu vực đứng giữa dành cho Aranai. Một kèo đấu đối đầu với cả ba ninja để xem là liệu rằng Zero Gaming có thể tạo ra bất ngờ gì hay không. Chúng ta đem trận thi đấu rất Weebu đến từ vị trí của Zero Gaming, mong rằng họ giành chiến thắng. Ninja đội 7, Naruto, Sasuke và Sakura đủ cả ba luôn đến từ các người chơi này, và chúng ta sẽ cùng chờ xem các thành viên của bên phía đội tuyển Zero Gaming họ sẽ xử lý như thế nào đây. Một trận thi đấu mà rất all-in. Nếu như có Kama thì là bốn vị tướng Iona dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Zero Gaming cơ, nhưng quyết định của họ nó nên là như vậy, nó sẽ nên là một con tướng tí nị ở khu vực đứng dưới như là con Zik. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem trận thi đấu này khi mà Aranai trở về với đúng bản ngã của mình, con quỷ carry được cầm lên thì anh ta sẽ xử lý như thế nào đây. Selma cũng ngay lập tức đáp trả bằng một tình huống là anh ta lấy con Ash này. Đây cũng là một trong những con Ash mà Selma thi đấu rất là thành công ở trong những trận thi đấu gần đây. Bên phía của đội tuyển Zero Gaming thì họ có một bước đi cũng là khá là lạ, nó là không phải Nautilus mà Doki sẽ sử dụng con bài Alistar để tăng vào khả năng càn cuối, và có lẽ rằng anh ta muốn có khả năng combo để tiếp cận nhiều hơn vào vị trí của Selma ở trong trận thi đấu này. Có thể là như vậy, một khả năng mở và giữ mục tiêu lâu hơn đến từ một con Alistar. Nhưng ở trong kèo đẩy khu vực đứng dưới thì có lẽ rằng ở trong những cuộc ban đầu, cặp đôi với KBG vẫn là người có lợi thế với những cú tá xạ tiễn và cái lăn thùng rượu của mình, lấy bóng của Faibai một chút mà thôi. Còn có lẽ những cái stack sẽ được dành cho vị trí của Aranai. Rồi chúng ta sẽ cùng chờ xem, đây sẽ là tình huống. Trận thi đấu này thì có lẽ rằng U cũng phải quan tâm nhiều hơn đến vị trí của Aranai khi đây sẽ là một người chơi carry chính gốc. Và chúng ta đang xem một cái fact
fake của One ở trong trận đấu vừa rồi, đó là Aatrox anh ta gây ra đến 1954 sát thương mỗi phút ở trong cái trận đấu này, trung bình à, một cái sát thương 19 là gần gần như là một con xạ thủ rồi đấy. Anh ta rất khỏe với con Aatrox của mình. Còn đây là pha thi đấu level 3 trước, combo lên đến từ vị trí của Doki, quay tay được tung ra, anh ta tự tin rằng với cú quay tay có thể ngắt được cái làm choáng đến từ vị trí của Doki, và quay tay xong anh ta nhảy về đánh rất chuyên nghiệp với con rác này đến từ vị trí của Arana. Thì tôi hình như hụt xe đúng không? Hả? Hụt con ô tô thì phải, hình như Yu vừa rồi anh ta hụt con ô tô với cái khiên cổ vật của mình thì phải. Chắc là vậy, không sao cả. Chúng ta sẽ phải để ý Kha'Zix. Kha'Zix này nằm trong tay đến từ vị trí của Đạt, cũng có một lối đi rừng cũng hơi khác biệt. Anh ta ăn cho mình đó là con Kha'Zix mà lại ăn chậm hơn vị trí của Sen à? Sen sau con này là anh ta lên level 5 rồi. Và anh ta hơn hẳn tốc độ một bãi đấy từ vị trí của Kha'Zix, cũng khá là bất ngờ nha. Khả năng clear lính của khả năng 26 bãi của Sen cũng là khá tốt, và đang là người nhỉnh hơn cấp độ so với vị trí của Kha'Zix nằm trong tay của Đạt, và anh ta là người có nhất thống trước. Đây sẽ là tình huống mà chúng ta thấy được rằng các thành viên của mình phía đội tuyển qua sẽ họ đang muốn thiết lập để bắt vào một trong những người chơi và khiến cho Arana không thể farm được trong giai đoạn này. Nó chỉ cần trong khoảng tầm 2 phút nữa thôi sẽ là cái ngưỡng mà Selma sẽ ra khu vực đường giữa, và sau đó thì Arana anh ta sẽ được cắt cử ra khu vực đường đơn và có thể farm một cách thoải mái ở trong game thi đấu này. Đây cũng sẽ là một cái điểm mà bên phía đội tuyển KBG họ đang hướng tới. Điểm trừ duy nhất ở trong đội hình này của bên phía đội tuyển KBG là khả năng clear lính của họ hơi thấp. Còn đây là pha thi đấu, ủa, anh ta lao vào một bổ thôi, một gõ rất đau, thốn và kêu đến tận Bình Dương đến từ vị trí của Arana, và Faye Bay anh ta phải ngay lập tức biến lùi về ăn cho mình hạt hoa quả. Đây sẽ là một khoảng thời gian mà Arana sẽ được farm một cách rất là thoải mái và không có bất kỳ một ai có thể tác động được, khi mà Yu Yu đang là một trong những đại báo tiễn. Đại báo tiễn giấu rất kín lên cùng đường trên. Nếu như là trúng vào người của Sunny Cell thì không băng trụ. Thời gian làm choáng là rất lâu, nhưng đợt lính chưa đẩy vào một tình huống bắn đại bác tiễn là hơi sớm đến từ bên phía KBG. Chính xác là như vậy, và nhưng mà đây là một pha thi đấu mà có thể dồn sát thương ngay lập tức, và anh ta đã làm được Doki đến hơi chậm, tốc biến Yu Yu thoát đi được ở trong tình huống vừa rồi. Và đó là một pha thi đấu đánh nó không cùng nhịp với nhau, nhưng dẫu sao nó vẫn sẽ là một pha giao tranh và có giành được chiến thắng đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển KBG. Họ đã lấy được thành công cái bom khói trước đó đến từ vị trí của con bài Akali được rồi, và sau đó là tốc biến ngay lập tức là những cú trồng sát thương và khiến cho cái nhất thống nó không thể đủ lượng giáp để có thể bảo kê cho vị trí của Akali nằm trong tay của Sunny. Chúng ta cùng nhìn được pha thi đấu này, mặc dù đây là pha thi đấu mà cái tán xạ tiễn này nó cái ưng tiễn này không đẹp nha, bởi vì nó không phát hiện được cái bom khói ở trong của Sunny, bởi vì nó đến ở khu vực hơi xấu. Nhưng sau đó chúng ta nhìn thấy cái khả năng trồng chiêu thức đến từ KG, đến từ Yu Yu. Đây hình như là một pha thi đấu đầu tiên là một cú thùng rượu nổ rất đẹp, lăn bụng tốc không có tốc biến, đó là pha tốc biến ra đến từ vị trí của Yu, và sau đó làm choáng của KG là đủ để có thể thoát đi được, không thể đến với những người đồng đội của mình, đó là vị trí của Sen. Và sau đó thì Doki mặc dù rất cố gắng rồi nhưng tốc độ đến của anh ta nó sẽ không thể kịp so với các thành viên của bên phía đội tuyển KBG được, và đó là một mạng tiếp tục sẽ là lợi thế. Và bây giờ chúng ta bắt đầu khều ra một cái bảng thông tin, đó là KBG của As nằm trong tay của KBG với Selma cũng đang có tỷ lệ thắng là 100%. Cứ mang tướng 100% ra là trông có lợi thế hơn rồi. Với một đường chiến công đầu tiên thì lượng tiền chênh lệch nhau cũng không phải là quá nhiều, thời điểm hiện tại chỉ là 200 tiền chênh về bên phía KBG mà thôi, khi mà họ đang bị báo đi khá nhiều lớp giáp trụ ở khu vực nửa trên của bản đồ. Phát tiêu trước đấy thì nếu như Doki anh ta di chuyển sớm hơn thêm một nhịp thôi, bởi vì anh ta cũng đã tung ra cú tốc biến mình để có thể thực hiện cú hất tung và combo bò nát nghiền bò hút nghiền nát của mình, hất tung bậc 3 rồi, nhưng anh ta hơi trễ một tí khi mà Sunny đã chết rồi. Nếu như cái nhịp đấy là nhịp combo sớm hơn, giữ đối phương trong tiềm trụ, và con sen của Waz có thể đáp xuống được thì có thể đã là một cái tình huống rất khác dành cho bên phía của Geno Gaming rồi. Còn bây giờ thì khoảng thời gian này chắc là khoảng thời gian mà Arana được cử xuống đứng dưới, ta đã coi cho mình đấy là cái búa rìu sát thần và sẽ là rất khỏe trong những tình huống kèo tay đôi cùng với cả con Z của Faye phía bên kia. Arana cũng đúng là Đạt thì anh ta cũng nâng cấp cho mình của con Kha'Zix này, đó không phải là chiêu gai hư không mà đó là việc anh ta lên cho mình, đó là nâng cấp cái chiêu một nếu mùi sợ hãi, và đây là pha thi đấu nhưng mà mở vào Doki thì hơi khó. Doki anh ta ngay lập tức sử dụng bất khuất để có thể đào thoát ở trong tình huống rồi, và đó là một pha thi đấu câu được một chiêu thức rất quan trọng để con bò. Có lẽ rằng mất cái bất khuất này, các thành viên của bên phía đội tuyển Zero Gaming họ sẽ quyết định đó là bỏ con rồng này dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển KBG mà thôi. Họ sẽ tiến ra khu vực đường trên để giúp cho Sunny lấy lại được lợi thế với con bài Akali này. Sen đã có mặt ở đây và có lẽ họ sẽ thả ngay để lấy thêm được lượng tiền dành cho vị trí của Akali. Đây cũng sẽ là một vị thế trọng yếu của Zero Gaming để có thể carry sát thương vào giai đoạn cuối trận. Sunny gây áp lực lên vị trí của KG sẽ lấy được trụ này, và bên phía đội tuyển Zero Gaming họ mất rồng nhưng họ có trụ đầu cùng với cả sứ giả khế đất.
Vẫn là cái lượng tiền chênh lệch khi mà có trụ đầu nghiêng về bên phía con Zeno Kim Minh thôi, đâu đấy khoảng độ tầm 500 tiền, không phải một cái lợi thế quá lớn. Và KBG với con rồng đầu là một con rồng đất đúng không? Đúng. Thì nó cũng đúng rồi. Như nào nhỉ? Có, nó có nhiều lợi thế không ta? Đánh tầm này thì họ vẫn đang cảm giác là thêm một tí chống chịu không phải là quá ăn thua. Còn đội hình của họ thì vẫn đang phải đợi những cú đại băng tiết để mở mà thôi. Họ đang phải trông chờ khá nhiều cái tình huống đại băng tiễn. Bây giờ thì sẽ là một tình huống đại băng tiễn xuống đường dưới chăng? À này đang đứng rình, người ta một chấp hai ở đây. Có đại băng tiễn tiếp ứng mà nó trúng vào người vị trí Doki, nhưng Doki còn bất khuất. Trúng vào người Doki thì có lẽ sẽ hơi khó có điểm hạ gục cho KBG. Nhưng mà bên phía đội tuyển KBG họ đang làm một điều là họ liên tục câu được cái bất khuất đến từ vị trí của con Alistar này ra. Bởi vì khi mà sau đó họ không tiếp tục giao tranh nữa, họ sẽ để cho cái việc mà cái chiêu cuối của Alistar nó mất đi. Khi mất bất khuất thì cái lượng chống chịu của bạn nó không còn đủ đầy và nhiều nữa đâu. Nó sẽ chỉ giống như một miếng thịt bò khô của gọi là bán tuyết Diamond mà thôi. Và trong khi đó thì chúng ta thấy được rằng ngược lại thì bây giờ cái hồi chiêu đến từ con Ash nằm trong tay của Shema hồi rất là nhanh. Anh ta đã gần như là hồi chiêu cuối rồi. Cho nên rằng không có vấn đề gì mà phải lo lắng cả. Và có lẽ rằng các thành viên của bên phía đội tuyển KBG họ đang hài lòng việc đó. Bởi vì thứ nhất là mặc dù không có mạng nào nhưng mà Zac đang được farm quá thoải mái. Không ai tác động được lên anh chàng này cả. Và anh ta đã có được cho mình cái búa diêu sát thần và sắp sửa sẽ hoàn thành cho mình đó là cái búa tiến công ở tầm phút thứ 10 của trận chiến đấu này mà thôi. Nếu như anh ta không xanh thì rơi vào khoảng tầm phút thứ 10, 11. Còn nếu như anh ta xanh sớm thì có lẽ sẽ là ở level ở phút thứ 8, phút thứ 9 của trận thi đấu này. Đó là một pha thi đấu mà Doki cũng không thể làm gì được. Đây tiếp tục là một pha mở lao vào làm choáng đến từ vị trí KZ, trồn sát thương nó khiến cho việc Akali anh ta không thể tỉnh nổi, bởi vì hiện tại Akali nằm trong tay của Sunny. Anh ta rất chủ quan, không lên cho mình giày giảm thời gian hồi chiêu. Và anh ta vừa mới lên giày, nhưng nó lại là một cái giày giáp. Thì bây giờ, cái khả năng choáng từ tầm rất xa đến từ vị trí của Ash, nó hoàn toàn sẽ khiến cho Akali gần như là bất tỉnh. Không có giày thủy ngân, ăn một đại băng tiễn từ khu giữa. Và ngay lập tức đấy là hai tốc biến được sử dụng để có thể dồn sát thương. Và khiến cho cái nhất thống một lần nữa nó cũng không thể nào đáp xuống được. Một cái công cụ tiếp tục là không được tận dụng đến từ bên phía của Zeno Gaming để nhất thống, đã là nhất thống thứ hai rồi nhưng còn không thể cứu kịp người bạn của mình. Dính choáng lâu như vậy nhưng anh ta vẫn quyết định đó là một cái giày giáp, thì thật sự là có lẽ rằng anh ta vẫn khá là tự tin với khả năng có thể né được cái chiêu thức đó trong tình huống những cái tình huống tiếp theo. Không sao cả, ít nhất thì thật ra là cái đội hình này của bên phía đội tuyển KBG thì lên một cái giày thủy ngân thì thật ra nó cũng hơi phí, bởi vì đội hình của bên phía đội tuyển KBG là gần như nó đều là sát thương vật lý cả. Cho nên rằng anh ta cần một chút cái khả năng chống chịu đến từ cái giày thép gai để có thể chống đỡ được những pha giao tranh. Còn cái đồng hồ, cái đại băng tiễn là chắc anh ta sẽ sử dụng với cái đồng hồ cát hoặc là những cú ném phi tiêu để né đi thôi. Nhưng vừa rồi chúng ta thấy được rằng ít nhất là hai lần Sunny anh ta không né được cái đại băng tiễn đó, và cả hai lần thì anh ta đều phải nằm xuống. Món đồ thật ra anh ta cũng không nghèo, anh ta đã có cho mình được cái quyền triệu ác thần và một cái mỏng mảnh của ngọc quên lãng rồi, giày thép gai cũng đã có, thậm chí rằng cái lượng đồ này bây giờ solo với cá sấu là vẫn solo lại nha, không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ chúng ta đã thấy được rằng KBG họ phong tỏa con sen của Once là rất tốt, rất rất tốt luôn. Liên tục là những cú nhất thống nhưng không có tác dụng, giống như trận thi đấu 1. Và vẫn đang có được thế kiểm soát xung quanh con sứ giả thứ hai và thiếu này một cách rất chặt chẽ đến từ đội hình KBG. Họ đang kiểm soát hết cái lượng tầm nhìn, cố gắng quét đi những con mắt của đối phương. Nhưng vẫn còn đó là mắt cua cộng và một mắt ở phía đằng sau được cắm ra trước đấy từ bên phía Zeno Gaming. Liệu rằng là muốn tiến vào một tình huống giao tranh hay không đây? Tập trung người rồi. Nhưng ngưỡng sức mạnh này là ngưỡng sức mạnh mà với việc hơn tiền và khả năng dồn một mục tiêu bị cô lập, nó sẽ là rất nhanh đến từ đội KBG. Chưa kể rằng họ còn có khá nhiều những công cụ để mở. Bây giờ bắt đầu những tình huống bật cho mình đó, bật khuất lao vào nhất thống bật lên siêu bom địa ngục trả ra, nhưng đã được sứ giả bắt đầu chạy đi đến vị trí của đạt. Anh ta có thể sẽ là không thoát trong pha thi đấu này, nhưng sẽ mất thêm ai không đây? Tiếp cận được thêm một lần nữa và đó là pha thi đấu quá ảo diệu đến từ Sunny. Ta bấm đồng hồ né cú thùng rượu nổ, vẫn thoát ra được thêm một lần nữa. Và đây với một con xe, liệu rằng có được trụ đầu tiên không được giữ hay không đây? Họ dồn sát thương người vị trí của UU, có thể của nhất thống UU vẫn đang thoát ra được. À không, xin lỗi, đó là vị trí của Doki vẫn thoát ra được, không ai phải nằm xuống cả. Họ có đến 3 điểm cùng sau 3 thi đấu vừa rồi và cũng đã mở ra được cái trụ ở khu vực đường giữa. Một tình huống mà vẫn là có lời hơn dành cho bên phía của Zeno Gaming. Họ sẽ regen và tiến ra con rồng thứ hai của ván thi đấu này. Họ sẽ khá đủ chiêu thức để có thể giao tranh ở trong mục tiêu lớn còn lại trong ván thi đấu này. Còn Doki hãy xem lại ván thi đấu này của anh ta. Tình huống bật bất khuất và lao vào trước. Một pha thi đấu này, đây là một pha thi đấu mà các thành viên của bên phía đội tuyển Zeno Gaming họ đã tận dụng tốt cái chất tướng hai sát thủ của mình để lấy máu cái dàn tướng ít máu
Và đây là pha thi đấu, thật ra là pha thi đấu này nếu như EU anh ta dùng tiểu nổ chuẩn xác hơn một tí là anh ta đã gỡ được mạng dành cho các thành viên của KBG rồi. Nhưng đó vẫn là ba mạng chết chay, không đổi được bất kỳ ai cả. Đây sẽ là khoảng thời gian chúng ta thấy rằng Doki đang đứng một cái góc mà KG anh ta không phát hiện ra, hơi non nha. KG có một pha thi đấu là hơi non, bạn này bác tiễn cũng không trúng nữa. Và đây là khoảng thời gian mà chúng ta thấy được các phi tiêu là trúng đến từ vị trí của Sadi. Chiêu cuối được tung vào, Selma tiếp tục sẽ là đối tượng tiếp theo bị nằm xuống. Một pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng cái điểm mạnh nó nằm dành cho thành viên của Bên Phía Đội Tuyển General Gaming, đó là khả năng bắt lẻ. Và một pha thi đấu không check map cực kỳ là trớ trêu đến từ vị trí của KG. Tại sao anh ta lại không check ở cái bụi đó và khiến cho anh ta bị bất ngờ? Một cú đẩy rất tốt đến từ chú bò này đã khiến cho con cá sấu là người đầu tiên phải lên bảng điểm số. Và Gam Phi Phiêu cũng là rất chuẩn đến từ vị trí của Sunny, và chắc chắn con rồng này sẽ là con rồng mà Bên Phía Đội Tuyển KBG phải bỏ. Lợi thế quay trở lại đến từ các thành viên của Bên Phía Đội Tuyển Jadon Gaming. EU một ngày thi đấu mà thật sự là không quá xuất sắc đến từ người chơi đường trên của Bên Phía Đội Tuyển KBG. EU là hỗ trợ mà, nhưng cũng phải nói rằng là Doki với con bò mình anh ta vừa có những tình huống xử lý phải nói là vô cùng tuyệt vời. Ba tách lên trước, húc ngược Aranai về, và anh ta sẵn sàng để có thể truy đuổi thêm một nhịp nữa với cái tốc biến của mình. Quá kinh khủng. Hãy cùng xem lại pha thi đấu này. Húc được KG xuống hang rồng khiến cho con cá sấu này của KBG gần như là không có nhiều tác dụng lắm. Một cú húc ngay lập tức là bị ba người quay vào. Và Sunny có một góc vòng quá đẹp khi mà anh ta cắm được phi tiêu vào người của KG để có thể khó được mạng của người chơi khu vực đứng trên bên phía KBG. Và con bò này thì nó phải nói là 10 điểm tội. Ba tay lên trước, hất ngược về. Sau đấy thì là tốc biến để có thể là nghiền nát thêm một lần nữa. Nhưng hơi đáng tiếc sau phần hiểu này vẫn còn đó thùng rượu nổi của UU để có thể cứu cho Aranai về. Còn nếu không thì đấy sẽ là một nhịp focus dồn sát thương nữa khiến cho Aranai cũng sẽ phải lên bảng điểm số. KBG đang cố gắng tận dụng nốt những khoảng thời gian này để họ có thể lấy được dàn trụ ngoài. Và đó là một trụ ở khu vực đường dưới dành cho thành viên của Bên Phía Đội Tuyển KBG gỡ gạc phần nào đó về lượng tiền. Ở thời điểm hiện tại thì tiền thua chưa là quá nhiều đối với KBG. Nhưng cái pha thi đấu ở giai đoạn thứ hai đó ở con rồng cũng như là con sứ giả khen đất, đó là những tình huống mà Bên Phía Đội Tuyển KBG họ chết rất là nặng. Một trong những điểm mạnh của họ là macro cũng như là kiểm soát được các cái tài nguyên và tầm nhìn trong giao tranh. Thì đó là một pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng EU, một trong những cái cánh mà chúng ta thấy được rằng nó hơi là nặng trên đôi vai đấy là vị trí của Aranai trong trận thi đấu này rồi nha. Thi đấu mà anh ta được giao nhiệm vụ là đứng ở bọc cánh để cho những người đồng đội của mình, nhưng anh ta là người bị một chú bò húc ngược về, lại còn tặng thèm kèm theo một cái phi tiêu đến từ vị trí của Faye Sunny, và nó giúp cho Sunny có được cả mạng đến từ vị trí của Selma nữa cơ. Một pha thi đấu nó rất là hại bạn đến từ vị trí của EU trong tình huống này, và bắt đầu có dấu hiệu mà bên phía đội tuyển KBG họ đang hơi gặp khó. Aranai thì mặc dù đã có một thời gian farm là khá tốt nhưng vẫn chưa là một thời điểm mà họ có thể giao tranh được. Họ vẫn phải cần cho Aranai có thêm được một món đồ nữa thì mới có thể tái tạo giao tranh. Và thứ hai là cái đường cánh còn lại của họ, Reddington đang thật sự là không mạnh so với vị trí của Faibai. KG thời điểm này thì có lẽ anh ta chỉ đúng là đứng trước làm tường mà thôi. Lượng sát thương đến từ một con cá sấu thời điểm này không nhiều. Và nếu như so cùng với cả những Akali hay là con Z của Faibai phía bên kia, có lẽ tay đôi thời điểm hiện tại sẽ chắc chắn là không lại rồi. Hai đường cánh là mạnh hơn từ bên phía Jadon Gaming, cho phép họ triển khai được thế trận kiểm soát vào những khu vực bùa xanh và bùa đỏ của đối phương. Chúng ta thấy rằng cũng chưa có quá nhiều con mắt được bên phía Jadon Gaming triển khai vào hai phần rừng này để giúp họ kiểm soát những mục tiêu tiếp theo, cũng như là thực hiện những cái tình huống bắt lẻ, và nên có những con mắt cắm ở khu vực đường giữa nữa để có thể né đi những tình huống đại băng tiễn đến từ bên phía của Selma. Nãy giờ thì Selma cũng đang có những tỷ lệ hụt đại bác tiễn tầm gần là hơi nhiều. Anh ta bắn tầm xa được nhưng tầm gần có vẻ như là hơi tệ. Và đây sẽ là pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng sức ép Aranai lao vào bị dính chiêu cuối đến từ vị trí của Faibai. Cả siêu bom địa ngục lao vào Aranai nửa cây. Hơi khó để có thể tiếp cận trong pha thi đấu giao tranh, và họ đang muốn kiểm soát ở khu vực Baron, nhưng cú đại băng tiễn này cắn ra nó không chuẩn được rồi. Và KG đang cố gắng lặn trong bom khói đến từ vị trí của Sunny và có cả nhất thống, và ngay lập tức khi mà không làm choáng được thì KG phải tốc biến để có thể bỏ chạy được cho tiếng vừa rồi. Còn ở đây Aranai tiếp tục bị gặp khó, Doki đang gây rất là nhiều áp lực dành cho cặp ba của bên phía đội tuyển KBG trong tình huống vừa rồi. Một pha thi đấu mà nếu như cái đại băng tiễn nó trúng thì có thể là KBG họ sẽ có lợi thế về mạng hạ gục, nhưng đó là một pha thi đấu mà lao vào nó rất là chuẩn chỉ đến từ Sunny và kết hợp với một cái nhất thống đến từ vị trí của One, bắt đầu có cái sự đúng nhịp hơn đến từ bộ ba Ninja làng lá này rồi. Sakura đã được tiếp ứng rất là tốt đến từ vị trí của Sasuke. Sunny đang có một KDA là 1-2-4 về nhà, có lẽ đã sẽ lên sau cho mình một trang bị lần thứ 3 để xem anh ta lên gì. Còn trong khi đấy thì con Z của Faibai của giữa cũng đã là 3 đồ rồi, rất khỏe, và rất có khỏe. Lẽ rằng cũng sẽ
khiến cho đội hình của KBC thời điểm này họ cũng sẽ phải bắt đầu để dành tiền ra để tìm mua cho mình cái đồng hồ. Nếu như không có đồng hồ và dính lượng sát thương đến từ phây bài thì chắc chắn sẽ bị thiếu bóng hơi nhanh, sẽ phải có đồng hồ. Rắc vẫn đang khá xanh, rắc của Ara chưa bị sờ vào, anh ta đang có một cái đề, nhưng đây là một góc vòng. Doki Doki, đây không phải là một món gọi là lẩu Hàn Quốc, mà đây là một pha thi đấu con bò này đang thật sự là rất ác mộng. Và đó là pha thi đấu rất may là EU đã check sai trong tình huống đó với cú lăn thùng rượu của mình. Còn nếu không thì Xiaoma hoặc là đó là vị trí EU sẽ phải bị lăn về. Giáp liệt sĩ, con bò chạy skill để khá hợp ra biệt hiện, nhưng mà tình huống Doki đang bị cô lập đây, ta đang bị dồn sát thương và bất khuất được bật lên, chống chịu được khá lâu đến từ vị trí của Doki. Nhưng phía bên này thì Faye Bay tìm được hàng sau và Selma đã phải bấm cho mình đồng hồ rồi, lượng sát thương dồn sẽ không phải quá nhiều, nhưng oan đến anh ta có một cú vô ảnh bộ giữ chân lại được sát thương rồi, và từ phía sau đang là không có những tư lý của Zero Gaming. Pha điều này họ hơi sai rồi, họ hơi sai trong pha điều này khi mà cái khả năng đánh một nhịp dồn sát thương của họ là không đủ, và khi mà con rồng này ra với lợi thế hơn về mặt lượng máu thì nó vẫn đang cho phép Zero Gaming có được những cái lợi thế nhất định, nhưng họ vẫn sẽ phải có một cú mở, một pha mở nào đấy đến từ con bò này của Doki, nó phải thực sự là tạo ra được lợi thế cơ. Đó là một pha thi đấu mà KG cũng khá là dở, anh ta có một khả năng có thể đi vòng lại và bắt một thành viên của bên phía đội tuyển Zero Gaming, nhưng anh ta lại quyết định đi lùi lại để hỗ trợ những cái đồng đội của mình. Đó là pha thi đấu mà chúng ta cần những cái sự quyết đoán hơn đến từ vị trí của con cá sấu nằm trong tay của KG. Đó là tình huống mà bên phía đội tuyển KBC họ có thể đánh được rồi, họ có thể tận dụng rất là tốt với khả năng câu kéo với cái đồng hồ cát đến từ vị trí của Selma. Một pha thi đấu mà chúng ta thấy rằng One cũng đã sử dụng cái vô ảnh bộ đi ngược về phần trụ của bên phía đội tuyển đó là KBG, nhưng không giữ lại được bởi vì đơn giản là con cá sấu này lại không bọc đầu. Và đây sẽ là tình huống mà các thành viên của bên phía đội tuyển Zero Gaming họ vẫn có quyền kiểm soát được con rồng này, một con rồng khi mà con cua kỳ cục đã được ăn mắt đã có đến từ bên phía đội diện màu đỏ, và trong cái đó thì họ cắm thêm một con mắt để có thể kiểm soát được khu vực Baron này, tiếp tục để cho Sen có khả năng farm lính và sau đó thì sẽ đến với một cái nhất thống của mình mà thôi. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu rằng KBG họ sẽ xử lý cái keo này như thế nào. Họ biết rằng bây giờ là cái đại băng tiễn của họ là hơi khó để có thể bước qua được người của Doki rồi, bởi vì Doki bây giờ gần như sẽ là một cái lá chắn phòng thủ tối tân nhất của bên phía đội tuyển Zero Gaming đứng trước ở hàng tiền phương, và không ai có thể nào mà dính được cái đại băng tiễn này trừ anh ta. Vẫn đang tìm góc đến từ vị trí của Selma, Đạt đang cố gắng sử dụng những cú gai hư không nâng cấp của mình để có thể lao vào và tiếp tục lại lần nữa họ mở vào vị trí của con bò này. Bò được có cho mình nhất thống, chiêu cuối được tung ra, Anai nửa máu anh ta có thể nhảy về được, nhưng người bạn của anh ta Yu cũng phải sử dụng tốc biến đi. Và đây là pha thi đấu chúng ta nhìn Đạt vẫn đang cố gắng gây khó chịu, nhưng đó là pha thi đấu mở không tốt lắm. Sunny bắt đầu lao vào, tìm vào vị trí rất đúng người rồi, cánh yếu của bên phía đội tuyển KBG đó là vị trí của Yu. Hôm nay Yu anh ta đang bị thi đấu một ngày thi đấu nó khá là xuống sức của anh chàng này. Và đó tiếp tục là một điểm mà bên phía đội tuyển Zero Gaming họ tiếp tục khai thác. Như đã nói, Selma những cú đại băng tiết của anh chàng này bây giờ không qua được dàn chắn của bên phía đội tuyển Zero Gaming. Và thậm chí là tiếp tục là một tình huống mở nữa đến từ con bò này của Doki. Và đó tình huống băng lên, cố gắng dồn sát thương, Yu vẫn đang cố gắng lùi về được, thùng rượu đổ đưa ra. Doki hất ngược thêm một lần nữa, nhưng ta đã bị lên bảng điểm số rồi, bị đu bám theo. Và Aranai bị hạ gục bởi đó vị trí của Sandy. Một tình huống đủ là rất nhiều sát thương và tốc biến lên, dồn sát thương thêm một nhịp nữa, nhưng là đứng ở thế cô lập ngay lập tức là phải bài cũng đã bị dồn lại một lượng sát thương lớn. Sự bọn điều đưa ra nhưng là nhanh tay bấm kim cho mình, đấy là cái đồng hồ đã thoát chết trong may mắn. Nhưng con rồng này có lẽ sẽ không còn ai cạnh tranh nữa, và Zero Gaming sẽ có hai rồng cho pha thi đấu này. Một pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng các thành viên của bên phía đội tuyển Zero Gaming họ rất trâu, đặc biệt đó là vị trí con bò. Con bò làm được rất nhiều nhiệm vụ trong trận thi đấu vừa rồi, và đơn giản là các thành viên của bên phía đội tuyển Zero Gaming thì họ thoải mái sát thương thôi. Cái việc bắt sớm vào vị trí của Sunny ở trong những giai đoạn đầu nó không ổn nữa rồi. Đây là pha thi đấu mà họ bắt vào vị trí của Doki. Doki rất trâu, bật bất khuất, có cả nhất thống, không làm gì được cả. Và trong khi đó thì họ đổi ngay lập tức, đổi chiến thuật, lao vào vị trí của KG. Đây là cánh thật sự đang rất yếu của bên phía đội tuyển KB trong trận thi đấu này, và ngay lập tức không kịp bấm cả đồng hồ. Có lẽ rằng đây là một điểm mà biến cho KBG họ đang chịu thua trong trận thi đấu này. Mặc dù rất sớm nhưng rất nhiều lợi thế đã tạo ra dành cho vị trí của Redditon rồi, nhưng họ vẫn không được giành chiến thắng. Còn đây là pha tiếp tục là mở nữa, dồn mọi thứ vào vị trí của Doki thì là hết đồ chơi đến từ vị trí của KBG. Doki ở trận thi đấu này lựa chọn bò đang là một lựa chọn nó khá chính xác đến từ anh chàng này, thật sự là rất ghê gớm với con bò. Đợt lính lớn ở khu vực đứng trên và nó cho phép KBG tạo ra những áp lực ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Họ đang lấy được nửa máu của rồng ngàn tuổi rồi, để xem là liệu rằng có ai về hay không đây. Quan vẫn đang đứng ở đây, anh ta không dính cho mình cái đại băng tiễn này. Một góc vòng dài vẫn đang muốn mở đến từ vị trí của Yu. Có lẽ Yu cũng đã hồi cho mình xong, đấy là cái thùng rượu đổ rồi. Khó, bây giờ có lẽ rằng đành phải đánh theo kiểu macro là để cho Aranai đẩy lẻ thôi, chứ còn đánh như thế này, KBG đang khá là bế tắc ở trong đội hình này. Đây là một đội hình mà ở trong thời điểm hiện tại, đây là thời điểm mà Selma sẽ yếu.
Còn trong khi đó thì con Zeke nằm trong vị tay của Chiêu Chiêu. Những sát thương của anh ta gây ra đang là khá là lớn cũng như là đột biến rồi. Cho nên là bây giờ các thành viên của KBC họ đang lên đánh macro. Họ để cho vị trí của Renekton đẩy lẻ và chúng ta đang thấy dấu hiệu của FaZe đang tiến lên ở khu vực đứng trên. Nên nhớ là có cả Sen. Tiếp tục là một pha mở. Đây sẽ là pha thi đấu mà đánh 4, đánh 3 đến các viên này. Đây là một pha mở rất tốt đến từ vị trí của Doki. Nhưng siêu bom địa cũng trả ra cũng là hay. Doki vẫn còn khá là trâu. FaZe đến yêu mất cho mình rất nhiều lượng máu ở đây. Chiêu cuối được tung ra. Đầu cắt đến từ vị trí của Gragas để có thể đỡ cho mình có thể sống ở trong tình huống rồi. Nhưng bây giờ Sani đến nhất thống được tạo ra. Liên tục là những cú bom khói. Đạt anh ta đã tìm được rồi. Nhưng sát thương của bọn chưa đủ để dứt điểm được vị trí của Sani. Và lướt về đến từ vị trí của Sani. KZ đang là người phải bỏ chạy trong cùng này và họ vẫn bỏ chạy thành công. Nhưng tiếp tục một lần nữa Aranai, KZ là hai người chơi yếu máu và bên phía đội tuyển G-Dong Gaming họ tiếp tục có được lợi thế khi mà lượng chống chịu của họ tiếp tục là được hồi phục. Once cũng như là Doki rất trâu và anh ta tiếp tục có thể tái tạo giao tranh trong tình huống này. Con rồng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn đến từ bên phía đội tuyển màu đỏ. G-Dong Gaming tiếp tục mở rồng thêm một lần nữa nhưng những thành viên còn lại của G-Dong Gaming đang không ở quá gần. Và chúng ta cũng thấy được rằng ở trong nhịp lao vào trước đấy của Sandy, anh ta cũng dính rất nhiều sát thương trả đến từ con Kha'Zix của Đạt. Có lẽ rằng cũng sẽ cần thêm những cái tình huống đứng cẩn thận hay như lao vào có toàn tính hơn đến từ Sandy, bởi sát thương cô lập đến từ con Kha'Zix để của Đạt đang tương đối đáng kể rồi, mặc dù anh ta đang không phải là quá chênh lệch tiền so với cái cả Sen của One ở phía bên kia. Vẫn là chênh lệch không nhiều nhá. Ván đấu này đang một ván đấu mà vô cùng cân bằng đến từ cả hai đội tuyển. Cân bằng à? Là cân bằng nhưng mà cái lợi thế nó vẫn đang hơi nghiêng về bên phía đội tuyển. Con dùng 3 không đủ tính kìa. Con dùng 3 không có. Hết giờ rồi, bây giờ 22 phút rồi. 18 không, ý phút là lúc nãy ăn gần xong rồi nhưng mà hình như không được tính luôn. Có vẻ là không ăn xong mà nó mất, nhưng đây là họ chuyển trạng thái, họ muốn bắt vào vị trí của Sandy. Bây giờ người đang yếu máu đó là vị trí của Yu. Yu chưa về được, Yu đang bị cô lập đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển KBG rồi. Còn trong cái đó thì Xiaomang vẫn đang cố gắng xả sát thương. KZ bây giờ mới đến, họ có lấy được vị trí của Doki hay không? Sát thương chưa đủ, Doki là rất trâu. Còn trong cái đó thì Aranai đang tấp máu. Xiaomang đã lấy được mạng đến từ vị trí của Sen rồi, vẫn là 4-4, 1-1 đến từ cả hai đội tuyển này. Tuy nhiên thì bên phía của đội tuyển đó là Zero Gaming, họ mất Sen. Còn trong khi đó thì bên phía đội tuyển KBG họ chỉ mất một, đó là hỗ trợ mà thôi. Mất một hỗ trợ vẫn đang khó để có thể là mở con rồng này. Mặc dù vẫn phát nhiều bao giờ phát nhiều mà Doki cũng đứng chống chịu là rất trâu. Anh ta còn bị rồng khe nữa. Nhưng cuối cùng thì vẫn đang là rút ra được và đã hồi lại được lượng máu mình với sắc máu gỗ mốc trên người. Vẫn rất là vô cùng căng thẳng ở trong ván đấu này. Tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Cả hai đội tuyển sẽ cố gắng kiểm soát ở mục tiêu lớn là con rồng cũng như là con sứ giả ở trên bản đồ thời điểm hiện tại mà thôi. Và với việc mà kéo được qua dạng late game để giúp cho KZ cũng có thêm cho mình được một chút lượng trang bị, anh ta cũng đã có 4 món trang bị rồi, thì có thể nói rằng cánh yếu thì việc KBG cũng phần nào đấy được giải quyết cái bài toán đau đầu là anh ta bị yếu quá so với những cánh đẩy lẻ. Nhưng sang những người trên cộng theo cả con Sen này nữa thì có thể đây sẽ pha thi đấu mà Aranai phải lên bản điểm số hay không. Đây có đang tiến lên khu vực đường trên, chầu, có trả sát thương và Aranai đang là vô cùng khỏe khoắn ở đây. Nhưng khi mà có người đến nữa thì sao? Yu đang cố gắng đưa ra thùng rượu đổ của mình không đang vào đủ tầm. Aranai mặc dù là không có cho mình đấy là cái sát thương từ, anh ta vẫn vô cùng tự tin. Có cả Đạt lên đây nữa đang muốn bắt hai người trở lại khu vực cánh dưới thì họ cũng đã hạ được một người rồi. Một. Thể đây sẽ pha thi đấu mà Sunny phải lên bản điểm số, vẫn là 1-1 đến tất cả hai. Đánh macro rất đau đầu đến từ cả hai đội tuyển này, vẫn sẽ là 1-1. KZ ở khu vực đường dưới tiếp tục là đối phương bị khai thác, nhưng ở pha thi đấu này thì Chiêu Chiêu anh ta có được cái trụ này. Aranai đang muốn đuổi một pha thi đấu tiếp tục sử dụng đài băng tiễn, muốn bắt vào vị trí của Zeke ở trong tình huống dưới, nhưng Doki đã là người chặn cái đài băng tiễn đó dành cho vị trí của Zeke rồi. Một pha thi đấu vẫn đang là 1-1 mà chúng ta thấy được rằng khả năng của Aranai đang rất là trâu bò. Đây là ngưỡng, đây là con rắc mạnh nhất rồi. Và rất là tốn công để Sunny cũng như là Once có thể bắt được anh chàng này với rất nhiều công cụ để có thể đào thoát lại. Nào là đồng hồ cát, nào là nhảy vào nện và nào là chiêu cuối. Tiếp tục sẽ là một pha thi đấu mà kéo dài rằng co là dài hơi. 25 phút trôi qua, lượng tiền của hai đội tuyển này đã lên đến con số đó là 81.000 tiền rồi và vẫn chưa phân được thắng bại. Một trận thi đấu mà chúng ta thấy được rằng các cái trụ đang bị đốt đi ở sau phút thứ 25 này. Chế độ counter push đã có và chúng ta cùng chờ đến các thành viên của bên phía đội tuyển KBG sẽ xử lý như thế nào, cũng như là Zero Gaming đây lao vào bắt trước đến từ vị trí của Doki tiếp tục mở cho mình bất khuất lên. Mệt thật sự, rất khó. Pha thi đấu mà bên phía đội tuyển KBG thắng đó là pha thi đấu mà Xiaomang anh ta mở vào người của Sunny chứ không phải mở của người của Doki. Còn khi anh ta cứ mở vị trí của Doki, ngay lập tức Doki sẽ sử dụng cho mình một cái bất khuất để có thể thoát khỏi khả năng khống chịu ở trong, khả năng chống chịu ở trong tình huống rồi. Và có lẽ rằng trận thi đấu này bây giờ nó thuộc hoàn toàn đánh macro rồi. Ai là người sai lầm họ sẽ đánh mất cả trận thi đấu này, bởi vì ngưỡng thời điểm phút thứ 25 này khả năng hồi sinh của bạn sẽ là cực kỳ lâu. Nhất thống luôn à? Nhất thống sớm.
đến từ vị trí của Wans. Anh ta là người dính cho mình đại bằng tiện và đang cố gắng dồn sát thương vào, nhưng Wans chống chịu là vô cùng trâu. Đôi kỳ ở đây anh ta cố gắng bắt vào vị trí của Anna, vẫn có cú nhảy vào đệm để có thể lùi về qua phía bên kia. Tưởng liệu rằng Đạt có thể gây đủ sát thương hay không, đây bắt đầu băng vào sát thương cố gắng để dồn, nhưng vẫn đang là lùi ra được. Chưa xong KBG, họ chỉ mất nửa cây bóng mà thôi, nhưng Yu vẫn có khả năng hồi phục là rất nhanh. Còn ở khu vực đây trên, cái gì vẫn đang đẩy tiếp tục cú mở nữa đến từ Doki, nhưng lần này đội hình của họ chưa sẵn sàng để trong pha thi đấu này. Và khu vực trên thì tốc độ đẩy vẫn đang là tương đối nhanh đến từ KG, còn cá sấu đang bào và tạo ra những cái áp lực ở trên đường lính sức cấp khu vực đường trên, và nó sẽ khiến cho đội hình của bên phía Zino Gaming đã phải có những cái động thái chia người ra rồi. Và Doki bây giờ không có gì đấy là bất khuất, một tình huống tốc biến qua, họ hạ cùng được vị trí của Doki. Sẵn tự cố gắng dồn vào, sẵn đi tham gia vào tình huống giao tranh này, cú thùng rượu đổ là tương đối tốt. Siêu bọn mình cũng không trúng ai cả, khi mà các thành viên bên phía KBG vẫn đang trong tình trạng thái đông gồ cát. Bây giờ thì anh đang một mình gõ hết, và anh ta có được một mạng, anh ta có thể có hai khi mà đối phương chỉ là one mà thôi, và đó vẫn sẽ là chiến thắng dành cho bên phía KBG hay chăng đây. Truy đuổi vào trong tận thềm trụ nửa trên thì tay đôi thời điểm này cái gì không ngại nữa và vẫn về được đó vị trí của One. Nhưng lấy ai phòng thủ bây giờ? Họ đang có ít người hơn đối phương, và đội hình đến từ bên phía của KBG đang là còn nguyên cả 5 người trụ đốt máu, và họ đang cố gắng lấy được một đường xuất cấp khu vực đường giữa nữa. Được hay không đây? One đang cố gắng phòng thủ. Và đây sẽ là tình huống mà có lẽ ra các thành viên của bên phía đội tuyển KBG họ sẽ giành chiến thắng tình huống này rồi. One đang rất cố gắng để có thể clear lính, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không thể clear được. Còn trong cái đó thì UU mang một nhiệm vụ, đó là không cho Z về, và rất vất vả nhưng vẫn sẽ là chiến thắng dành cho KBG ở trong cặp thi đấu BO3 này. Một pha mở hơi khó hiểu. Thật ra là họ cũng có cơ sở mở đến từ Zero Gaming. Chúng ta thấy được ngay lập tức một pha nhất thống ở khu vực đường dưới, bởi vì họ nhìn thấy rằng KG đang ở khu vực đường trên. Họ muốn bắt vào các vị trí của bên phía đội tuyển KBG, nhưng đơn giản là họ không bắt được khả năng đánh giao tranh lùi của bên phía đội tuyển KBG thật sự là rất xuất sắc trong tình huống vừa rồi, và họ hoàn toàn giành chiến thắng. KG không phải dịch chuyển về theo, và họ vẫn giành được rất nhiều lợi thế.